Phi tiêu thứ nhất hạ đờ sai, phi tiêu thứ hai làm bay màu nhất đế, phi tiêu thứ ba chấm dứt hỗ trợ cụ vương. Đó là cách mà Akali, sát thủ đơn độc trong tay quỷ vương, đoạt lấy triple kill ở giao tranh quyết định của ván đấu thứ ba, cũng là ván đấu chấm dứt tham vọng đánh bại LPL Slayer của hạt giống số 4 đại lục. Weibo Gaming, đại diện Trung Quốc cuối cùng nằm xuống. Faker và T1 hoàn thành một kỳ chung kết thế giới 2023 toàn diện LPL, những kẻ hừng hực ý chí chiến đấu sau khi vùi lấp những Genji, KT xuống thành trò bụi. Nhưng quỷ vương còn đó, là T1 còn đó, T1 còn đó là LCK vẫn đứng vững vàng để chiến đấu với những kẻ ngoại bang khác máu trong kỳ chung kết thế giới tổ chức trên sân nhà Hàn Quốc. Sau tất cả, đứng cụ thể T1 đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ vinh quang cho LCK. Faker như một sát thủ đơn độc gồng gánh T1 qua biết bao tháng năm gian khó. Một thân miệt mài nỗ lực tái kiến thiết lại vương triều đổ vỡ trong suốt 7 năm, bất chấp biết bao người đến kẻ đi. 2023 là khi anh đã không còn đơn độc. Zed, Honor, Gumayusi, Keria sau những tiếc nuối đắng cay và trầm luân trắc trở của 2 năm qua đã có thể cùng quỷ vương đường bể tiến vào đại sảnh danh vọng, khắc tên mình lên dòng lịch sử của tựa game. Vinh quang gấm hoa được rửa bằng đắng cay và nước mắt đã khiến những vẻ vang hôm nay của T1 thêm phần tráng lệ. Chức vô địch thứ 3 là dành cho chính tôi, chức vô địch thứ 4 là dành cho những người đồng đội. Vậy là quỷ vương đã hoàn thành ý nguyện đầy mỹ mãn. Những người hâm mộ Phượng Hoàng LCK đã đi tới hồi kết viên mãn sau 6 năm đằng đẵng chờ trông. Xúc cảm trận chung kết chắc hẳn vẫn thổn thức trong những trái tim đã trót lỡ đắm say T1. Ngay lúc này đây, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, tiếp tục đắm chìm vào niềm hạnh phúc không gì sánh được ấy. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại đoạn đường cuối cùng mà quỷ vương và đồng đội bước qua để nâng cao Summoner Cup sau 7 năm lỡ hẹn. Nhìn lại cái cách Faker như vẫn là anh của 10 năm về trước, hủy diệt một đội tuyển LPL để trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 27. Ván 1. Đôi bên cấm chọn trong ván đấu mở màn rất cơ bản và thận trọng. Đáng chú ý, 3 vị tướng mà Faker luân phiên sử dụng tại phần đầu chung kết thế giới 2023 đều đã bị loại bỏ, đẩy quỷ vương bất tử đến cũ vĩ hồ Ari, vị tướng anh khao khát có trang phục vinh danh, để đối đầu với Jay của Sao Hu. Honor khi phải chọn sau cũng tìm đến vị tướng làm nên tên tuổi Lee Sin sau khi những Rell, Javan, Seruni lần lượt bị loại bỏ. Trong khi đó, Zed có kèo khắc chế quen thuộc trong lần đầu chạm trán The Shy, đó là Yone Aatrox. Spotlight đầu tiên chiếu rọi khu rừng, nơi hai kiểm lâm xông xáo Honor và Weiwei trấn giữ. Với một đội hình mạnh mẽ trong giai đoạn đi đường, Honor tự tin tìm kiếm Weiwei trong những phút đầu trận, đồng thời kiểm soát tất cả 4 mục tiêu sớm của ván đấu. Thế nhưng sự xuất sắc của Weiwei ở khoảng thời gian này vẫn giúp các đường của Weibo có được những mạng hạ gục sớm để giảm bớt sức ép trong giai đoạn đi đường. Đầu tiên là tình huống anh giúp Sao Hu có được mạng hạ gục chiến công đầu khi khai thác thành công và Ari không còn tốc biển của quỷ vương bất tử. Tiếp đến là pha can thiệp đường trên giúp The Shy hạ sát Zed trong kèo đấu Blabit quá khó khăn. Chưa dừng lại ở đó, sự xông xáo của Weiwei tiếp tục mang về cho hạt giống số 4 LPL những thành công mỹ mãn, với thắng lợi trong tình huống 2-2 nữa trên bản đồ dưới sự hỗ trợ từ hắc ám soi rọi của Lai. Đổi lại, T1 cũng có những lời đáp trả hợp lý. Họ bắt lẻ Crips ở đường giữa, báo thủ The Shy ở đường trên, khiến sĩ khí của Weibo không được nâng lên quá cao sau những mạng hạ gục Weiwei lấy về. Phút 15 của ván đấu, 4-2 là tỷ số mạng hạ gục, kinh tế đôi bên không còn chênh lệch nhiều ở giai đoạn đầu. Bước ngoặt đến từ tình huống giao tranh mục tiêu, trong bối cảnh T1 đã có 2 rồng dẫn trước, Weibo Gaming buộc phải giao tranh ở thời điểm đối phương có ngưỡng sức mạnh tốt hơn. Dù đã có chút may mắn khi Sao Hu thoát ra khỏi ngưỡng tấn công đầu tiên của bộ đôi mid rừng T1. Thế nhưng việc Sao Hu ao giao tranh đã đẩy Weibo vào thế bị ép đánh. Zed với đoạt mệnh trúng vào cả xạ thủ và đường trên đối phương, khiến Lai bay màu khỏi giao tranh chỉ trong tích tắc. The Shy cũng là nạn nhân tiếp theo sau nhát chém của Yone. Trong khi đó, người thoát ra khỏi cú đoạt mệnh thần sầu là Weiwei cũng không tránh khỏi số phận phải nằm lại cùng hai chủ lực. Ván đấu xa khỏi tay của Weibo khi họ nỗ lực ép giao tranh bằng đội hình không mạnh ở giữa trận. Mục tiêu họ lựa chọn cũng là một Gubayushi cơ động. Và quan trọng hơn, xạ thủ T1 không hề đơn độc khi phía sau anh có sự yểm trợ của hai dịch chuyển của cả người đi rừng Honor với Lee Sin. T1 tràn lên phản công khi tập trung đủ cả 5 người trong phần rừng bùa đỏ. Hợp chất điên loạn của Keria cùng phi hồ của Faker trong góc hẹp đã hoàn toàn hủy diệt Weibo. The Shy không có trong chống tre đáp xuống giao tranh, Top God chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Zed lấy về double kill, nhìn một con quái vật đang được hình thành ở cánh đường đẩy lẻ. Với đội hình quá mạnh ở ngưỡng 2-3 trang bị, lại có Baron sau tình huống quét dơ, T1 nới rộng cách biệt lên con số 8.000 sau Baron đầu tiên. Sao Hu hoàn toàn vô vọng với Jay bị rơi vào thế phòng ngự căn cứ. Aatrox chùy hấp hối trong tay The Shy, rõ ràng không có cửa trước Yone của Zed, người đầu tiên trên bản đồ hoàn thành 3 trang bị lớn. Khi thua thiệt đã quá nhiều,
Baron thứ hai là mục tiêu Weibo không thể cạnh tranh với T1. Đánh mục tiêu sẽ thua, mà bỏ mục tiêu thì Weibo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn T1 áp lực vào những công trình yếu ớt cuối cùng. Trụ ba đường giữa, tại chính nơi mà tên tuổi Faker lần đầu được khắc trong ngôi đền huyền thoại, hậu bối của anh, Zed, cũng có tình huống đốn hạ người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Dưới nhát chém của kẻ trở về từ cõi chết, thần sấm đã tự tay chôn vùi con quái vật với danh xưng top lane xuất sắc nhất mọi thời đại, The Shy. Ngoài pha solo kill của đường trên T1, dấu ấn phần còn lại cũng gọi tên Faker với một lời khẳng định dõng dạc. Anh từ chối nói lời yêu thương đến đối thủ LPL, từ chối gửi đến Weibo những nụ hôn chính xác. Hủy diệt, đó là cách để T1 vươn lên dẫn trước 1-0 trong trận chung kết thế giới 2023. Ván 2. Sau ván thua đầu tiên, Weibo tiếp tục chọn lựa đội xanh, hòng loại bỏ Asia đầy hiểm họa trong tay quỷ vương bất tử. Lần này những thay đổi tích cực trong cấm chọn giúp Weibo có được bộ đôi đường giữa rất mạnh Senna Kalista để đối đầu Renata Class Raven bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên đứng ở đội xanh là khi đội sai luôn phải đối mặt với áp lực chọn trước. Dù đã cẩn trọng loại đi Yone trước khi đối thủ chọn mùa Aatrox, nhưng Zed cũng có lời đáp trả với lựa chọn khắc chế, đó là búp bê ước nguyện quen. Lựa chọn bất ngờ và đột biến nhất của T1 trong ván 2 chắc chắn là Nocturne, con bài rất cần ngưỡng sức mạnh cấp độ 6. Bù lại, hoang tưởng của Nocturne là vũ khí lợi hại để T1 bứt tốc và ép đánh ở giữa trận, vốn là khoảng thời gian Senna và Kalista vô cùng yếu đuối. 7 phút có cấp độ 6 dù đường giữa và đường dưới bị áp lực là một thành công rất lớn với lựa chọn ác mộng vĩnh cửu, nơi Honor tìm đến đầu tiên sau khi có chiêu cuối hoang tưởng là ốc đảo đường trên, khu vực duy nhất mà T1 có những lợi thế rõ rệt trong giai đoạn đi đường. Và can thiệp sớm này suýt chút nữa đã khiến T1 phải hối hận khi The Shy xử lý tốt cú quy một trúng hai người, đẩy Honor xuống ngưỡng máu tử, buộc phải từ bỏ tham vọng hạ sát đường trên Weibo. Thế nhưng có lẽ sự tự tin lên cao sau pha quy một xuất sắc đã khiến Top God không lường đến tình huống sáng sáng đứng đầu ngay dưới thềm trụ. Chiến công đầu Zed tự tay lấy về đã biến pha găng corner trở thành bài toán sai cách nhưng đúng kết quả. Thống khổ của Top God vẫn chưa kết thúc sau chiến công đầu. Ngay khi có mặt phòng ngự trụ đường dưới, The Shy bị vây bắt bởi ba người T1. Cái chết lần này của anh còn thê thảm hơn chiến công đầu bởi anh đã giúp Gumayusi thành công giải phóng lượng nội tại khổng lồ từ liên minh Raven sau giai đoạn đi đường không suôn sẻ. The Shy nằm xuống, ở nửa bên kia bản đồ, Weibo muốn thay Top God trút nỗi oán hận lên người đồng nghiệp của anh. Ba người vây bắt, nhưng Sương Lam bất bại khiến Zed sống sót đến khi có đồng đội đến hộ tống. Thời gian câu kéo đủ dài của Zed đã giúp anh tự hủy thành công trong trụ. Weibo mất thời gian nhưng chẳng thu lại được gì. Nhìn chung sau 15 phút triển khai đội hình mang tham vọng thắng đường, Weibo Gaming có được 4 mục tiêu tương tự T1 bản đấu trước. Thế nhưng tất cả những lợi thế ít ỏi này phải đánh đổi bằng thua thiệt đáng kể của đội sai trong kèo đấu Aatrox gặp Wen chọn sau của đường trên T1. Vượt qua giai đoạn đi đường là lúc đội hình của T1 trở nên đáng sợ. Bởi mỗi lần màn đêm buông xuống là Weibo bị vùi lấp vào cơn ác mộng sâu thẳm. Pha giao tranh lớn đầu tiên ở hang rồng, nơi T1 cắt cử Wen và Silas tả xung hữu đột từ hai bên cánh. Kalista của Lai mất màu ngay khi bị hai đường đơn của T1 chạm tới. Hợp chất điên loạn của Keria trải giữa giao tranh khiến các thành viên Weibo tan đàn xẻ nghé. T1 quét dơ hạt giống số 4 LPL ngay phút 18, triệt hạ hoàn toàn ý định snowball cánh dưới của Danny và những người học trò. Thế trận thua thiệt, cuộc tổng tấn công vào đường giữa của Weibo Gaming chỉ càng khiến họ xa rời chiến thắng. Đó là lúc họ bất lực phải mở giao tranh với một Senna quá đổi mỏng manh. Đó là lúc T1 thể hiện đôi tay của họ kinh dị tới cỡ nào với những cú né điệu nghệ. Và đó cũng là lúc chiến đội vĩ đại nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại thế giới cho thấy họ ra vào giao tranh ghê gớm ra sao với việc hạ sát liên tục ba người đối phương và thoát ra mà không ai phải nằm lại. Phần còn lại của ván đấu là nơi Zed phô diễn kỹ năng và sức mạnh với lựa chọn búp bê ước nguyện. Wen của Zed rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một năm trở lại, nơi anh phải gặp gỡ đối thủ nặng ký hơn rất nhiều so với Kingen. Flame Horizon được God of Thunder thiết lập trước The Shy. Màn trình diễn phi phàm của đường trên 19 tuổi nhà T1 giúp họ nới rộng khoảng cách BO5 lên 2-0. Phượng Hoàng LCK chỉ còn cách vương vị đã mất khi xưa đúng một ván thắng. Ván 3. Vẫn trung thành với đội xanh dù rơi vào thế chân tường, lần này Danny buộc phải loại bỏ bà trùm thành John quá khó chịu khỏi tay hỗ trợ T1 Keria. Thay vì cấm Azir, họ lấy về cho sao hô hoàng đế sa mạc như một lượt ban gián tiếp vào vị trí quỷ vương bất tử. T1 có được bộ đôi đường dưới Sayarakan rất đa dụng và dễ kết hợp với mọi đội hình. Weibo Gaming đáp trả bằng Varus 3 cho Crisp với tham vọng đảo đường, nuôi The Shy trong ván đấu có thể là cuối cùng. Mất đi Azir, Faker khóa vào Akali mà anh hết lòng tập luyện trong những ngày vừa qua. The Shy bắt buộc phải chọn trước khi ở đội xanh. Anh mời chào Zed đánh Aatrox, còn bản thân khóa trước vào Pikachu Kennen. The Shy gọi, thần sấm trả lời, Zed không ngại mang quỷ kiếm Darkin ra thị phạm trước Top God bên kia chiến tuyến. Với ba lựa chọn lợi thế trong giai đoạn đi đường,
Weibo Gaming tham vọng làm lại chiến thuật nuôi vẹt từng khiến Swain và BLG xây sẩm mặt mày trong trận bán kết 1. Nhưng T1 đã không còn bị bất ngờ với bài đánh mà họ đã gặp qua. Vòng rừng của Honor đã thể hiện rõ sự chuẩn bị kỹ càng của T1 khi nhập cuộc. Bắt đầu từ bãi chim biến dị, Honor can thiệp bất ngờ vào đời sai từ cấp độ 2, khiến ác mộng ván 2 của đời sai lần nữa lặp lại. Weibo cũng đáp trả tốt ở cánh còn lại với hành trình kỳ diệu của Krebs đưa Belvet đến trước mặt bộ đôi đường giữa đối phương. Và xử lý xuất sắc của Keria chỉ giúp Gumayusi giữ lời sinh mệnh và các phép bổ trợ, chứ không ngăn được một màn hạ gục sớm rơi vào tay lai. Nối dài lợi thế mà cánh dưới có được, ông bục vũ trụ Krebs có mặt bất ngờ ở đường trên cùng Weiwei. 3-1, Weiwei báo thù cho đời sai, giúp Top God lấy lại mọi lợi thế sau tình huống bị Honor thăm hỏi. 3-1 cho Weibo Gaming ở giai đoạn đầu trận với 3 đa năng trong tay Krebs. Ván 4 hiện ra trước mắt những con dân EBL vẫn chưa mất đi tinh thần lạc quan. Trong thoáng chốc, lợi thế ít ỏi khiến họ quên đi rằng phải tuyệt vọng lắm đại lục mới phải đặt niềm tin vào hạt giống số 4. Một đội tuyển đã tự tay hạ gục các đại diện mạnh mẽ của EBL hả lại e ngại trước một chút hưng phấn nhất thời của đối thủ bên kia. Và giao tranh ở rồng nguyên tố lại một lần nữa trong loạt BO5 cho thấy sự bất lực của Weibo trước T1. Zed đi bộ từ ốc đảo đường trên để hội quân, đặt đối thủ vào thế tứ bề thọ địch. Weiwei mất màu đầu giao tranh sau pha combo nhẹ nhàng của Faker. Nỗ lực chạy thoát của anh còn hiến cho thần sẫm một mạng hạ gục. The Sai đáp trực thăng xuống chỉ để lên bảng đếm số thêm một lần, bởi các chủ công của Weibo không ai dám tiếp cận giao tranh trong bối cảnh còn đó một quỷ kiếm đắc kinh kinh dị. Double kill có cho Zed đã hóa giải mọi lợi thế mà The Sai có được sau tình huống Chris can thiệp. Cũng từ đây, T1 làm chủ hoàn toàn thế trận với vượt trội ở mọi vị trí sau giai đoạn đi đường. Giao tranh ở rồng nguyên tố thứ 3 đặt dấu chấm hết cho Weibo Gaming. Những vị tướng DPS của họ hoàn toàn không có khoảng trống gây sát thương khi tuyến trước quá mỏng manh. Những nhân tố tạo đột biến, The Sai, Chris liên tục đá vào chân nhau khi bão sấm sét, tác dụng duy nhất của Kennen đã hoàn toàn bị thiên mệnh khả biến vô hiệu hóa. Cứ thế phần còn lại là nơi quỷ vương cho thấy kỹ năng của anh vẫn còn khá điêu luyện với sát thủ vô hình, Akali. Triple kill có được sau pha xử lý đầy hoa mỹ là một lời nhắc nhở rõ ràng cho thế giới. Đồ tay của anh có thể chấn thương nhưng nó hoàn toàn không mai một quá nhiều. Bể tướng của đường giữa vĩ đại nhất hành tinh không chỉ có pháp sư kiểm soát và cũng không chỉ có 3 vị tướng. Sự thật này càng được anh khẳng định với tình huống xử lý ở đường trên. The Sai và Weiwei là những nạn nhân phải nằm lại trong nỗ lực hạ bệ quỷ vương bất tử ở cánh đây lẻ. T1 lấy về Baron, thế trận ván đấu ở ván 3 đã hoàn toàn nằm trong tay. Thời khắc nâng cấp của T1 chỉ còn cách họ một vài phút giây ngắn ngủi. Hai đường đơn của T1 tỏ ra hoàn toàn áp đảo về mặt kỹ năng khi họ lần lượt gieo rắc ác mộng vào Chris, Sao Hu, những người đã nỗ lực bắt chước 3 Asia một cách thật vụng về. Trong tinh thần lên cao, Honor cũng nhắc cho thế giới nhớ về thầy tu mù mà anh dành cả thanh xuân tập luyện khi thể hiện kỹ năng đỉnh cao với cú double kill. Mất đi cơ hội có được trận chung kết nhanh nhất trong lịch sử, nhưng 25 phút 35 giây cũng là một thắng lợi đủ nhanh để giúp T1 cho thấy sức mạnh vượt trội. Không cho Weibo bất cứ cơ hội phản kháng nào, T1 thắng lợi ván đấu thứ 3, chấm dứt chuỗi BO5 để tiến đến chiếc Summoner Cup mà họ đã để lỡ một năm về trước. Kết quả trận chung kết đã được lưu công bố từ trước, thế nhưng đâu đó vẫn còn phản phất nỗi nghi ngờ sau nhiều lần về nhì và thêm sự háo hức sau nhiều năm tay trắng. Tin chắc rằng khoảnh khắc T1 phá hủy nhà chính Weibo vẫn khiến những con tim vỡ òa trong xúc động. Zed, đường trên 19 tuổi của T1, đã thật sự trưởng thành trong lần thứ 2 bước tới chung kết thế giới. The Grind, The Glory, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự mai dũa tỉ mỉ về cả kỹ năng và tư duy đã khiến thần sẫm trở lại mạnh mẽ trong những lựa chọn quen thuộc Wen Yone khi đối đầu Aatrox. Chức vô địch sau khi hủy diệt The Sai cùng danh hiệu Final MVP là phần thưởng xứng đáng cho đường trên thiên tài của T1, là lời khẳng định chính xác nhất của anh cho vị thế top lane số 1 của Liên minh Huyền Thoại. Thiên truyện 3 thành viên 2002 nhà T1 cũng đều cảm xúc theo từng cách riêng, nhưng tin chắc rằng hào quang vẫn rọi chiếu đến quỷ vương bất tử, người tự tay phá bỏ xiềng xích nhiều năm về trước để bước tới chiếc vô địch thế giới thứ 4. Bức tranh Faker vẽ vào năm 2017 có 5 chiếc cúp vô địch thế giới, và năm 2023 với ý chí kiên cường và đam mê không đổi, anh trở lại đỉnh cao danh vọng ở tuổi 27. Sương rồng đơm lá, đơm hoa, nước đông đầy trên cao nguyên đá, là ngày hoàng đế trở về nhà. 19 tháng 11 năm 2023 thật sự là ngày địa cầu được hân hoan, được sống dậy trong những cảm xúc đã mất của nhiều năm về trước. T1 mừng ngày đại thắng, Faker mừng ngày nhà vua trở về vương vị.